Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới như quý vị và các bạn cũng đã biết đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này bằng một phiên tăng nhẹ và với tỷ lệ tăng là 0,24%, giao dịch ở mức 1.826,89 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày trước giờ đóng cửa phiên này, mức thấp nhất là 1.816,64 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.831,65 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm nhẹ, với tỷ lệ giảm là 0,27%, giao dịch ở mức 104,121 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thì liên tục biến động, hiện tại tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,28%, giao dịch ở mức 21.200 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng với tỷ lệ tăng khá mạnh là 1,39%, giao dịch ở mức 3,134% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 3,41%, giao dịch ở mức 107,530 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước sau đây, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Vị và các bạn thân mến, như vậy là sau một phiên ồ ạt đi xuống, thị trường vàng thế giới hiện tại đã ngừng được đà giảm. Đến đầu giờ sáng hôm nay, ngày 25 tháng 6, giá vàng thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức 1.826 đô la Mỹ trên một ounce. Theo giới phân tích, giá vàng ngày hôm nay được hưởng lợi từ sự suy yếu đi của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên thì yếu tố này không giúp giá vàng bật tăng mạnh mẽ khi mà trái phiếu Mỹ và chứng khoán quốc tế trở nên hấp dẫn hơn. Cụ thể, lãi suất trái phiếu Mỹ đứng vững trên 3% trong một năm đã kích thích nhà đầu tư đưa vốn vào trái phiếu. Còn với cổ phiếu tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản tăng giá rất mạnh. Nhất là tại phố Wall, các chỉ số như Dow Jones tăng 823 điểm, S&P 500 tăng 116 điểm, Nasdaq tăng 375 điểm. Điều này đồng nghĩa với dòng tiền trên thị trường chảy vào kim loại quý rất ít, thế nên khi mà giá vàng hôm nay của thế giới không thể tăng mạnh. Theo chiến lược gia về kim loại của MKSPIMP, Nikkei CL đánh giá, đang có sự thay đổi trên thị trường khi mà lo ngại lạm phát nhường chỗ cho sự hoảng loạn suy thoái, nhà đầu tư cổ phiếu chọn mua tiền mặt thay vì những nơi trú ẩn an toàn như vàng. Theo các mô hình vĩ mô toàn cầu của Chasing Economics và kỳ vọng của các nhà phân tích, giá vàng thế giới dự kiến sẽ giao dịch ở mức 1.859 đô la Mỹ trên một ounce vào cuối quý 2 năm 2022. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở mức 67,8 triệu đồng trên một lượng, bán ra ở mức 68,6 triệu đồng trên một lượng, không có thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Trong khi đó, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh mức 53,7 triệu đồng trên một lượng theo chiều mua vào và 54,65 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra, giảm 100.000 đồng trên một lượng so với phiên hôm qua. Như vậy là giá vàng hôm nay có sự sụt giảm đáng kể so với giá vàng trang sức, trong khi thì với vàng SJC thì duy trì ổn định. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.105 đồng trên 1 đô la Mỹ, ổn định so với hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại giao dịch phổ biến quanh mức 23.110 đồng trên 1 đô la Mỹ theo chiều mua vào và 23.390 đồng trên 1 đô la Mỹ theo chiều bán ra, ổn định so với ngày hôm qua. Giá đô la Mỹ tự do tại chợ đen mua vào ở mức 23.940 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra ở mức 23.970 đồng trên 1 đô la Mỹ. Như vậy là cũng không có thay đổi so với phiên ngày hôm qua quý vị và các bạn nhé. Phần cuối cùng của bản tin này. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì cũng không có nhiều thay đổi về giá đối với hệ thống vàng trong nước, chỉ có một số hệ thống kinh doanh là điều chỉnh tăng giảm đan xen trong biên độ hẹp.
hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.785.000, bán ra 6.865.000, tăng nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên mỗi lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.785.000, bán ra 6.867.000, tăng nhẹ 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.770.000, bán ra 6.850.000. PNG Hà Nội mua vào 6.780.000, bán ra 6.860.000, tăng 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.785.000, bán ra 6.855.000. Doji Hà Nội mua vào 6.775.000, bán ra 6.855.000. Phú Quý SJC mua vào 6.785.000, bán ra 6.855.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.786.000, bán ra 6.854.000. My Hồng SJC mua vào 6.810.000, bán ra 6.840.000, tăng nhẹ 5.000 ở chiều mua vào, giảm 5.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.760.000, bán ra 6.840.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.770.000, bán ra 6.850.000. Tăng 20.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.775.000, bán ra 6.855.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.780.000, bán ra 6.862.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Hiện tại tăng nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên mỗi lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.785.000, bán ra 6.867.000. SJC Huế mua vào 6.782.000, bán ra 6.868.000. SJC Bình Phước mua vào 6.783.000, bán ra 6.867.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.785.000, bán ra 6.865.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.787.000, bán ra 6.870.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.785.000, bán ra 6.867.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.783.000, bán ra 6.867.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm hiện tại thì giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng không có điều chỉnh về giá, quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.370.000, bán ra 5.465.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.355.000, bán ra 5.425.000. Vàng 24K mua vào 5.241.3.000, bán ra 5.371.3.000. Vàng 18K mua vào 3.884.2.000, bán ra 4.084.2.000. Vàng 14K mua vào 2.978.1.000, bán ra 3.178.1.000. Vàng 10K mua vào 2.077.5.000, bán ra 2.277.5.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa chiều hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo từ quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.